kinh văn thử danh trụ thế tự tại thiên ma sử kỳ quyến thuộc như giá văn trà cập tứ thiên vương tỳ xá đồng tử vị phát tâm giả lợi kỳ hư minh thực bỉ tinh khí hoặc bất nhân sư kỳ tu hành nhân thân tự quan kiến xưng chấp kim cương giữ nhữ trường mệnh hiện mỹ nữ thân thạnh hành tham dục vi du niên tuế can não khô kiệt khẩu kiêm độc ngôn thính nhược yêu mị tiền nhân vị tường đa hãm vương nạn vị cập ngộ hình tiên dĩ càn tử não loạn bỉ nhân dĩ trí tổ vẫn việt dịch đây gọi là trụ thế tự tại thiên ma khiến loại quyến thuộc chưa phát tâm như giá văn trà hay tỳ xá đồng tử ở cõi tứ thiên vương thích hư minh đến ăn tinh khí của người tu hành hoặc không nương nơi thầy người bị ma gá vào mà chính hành giả thấy bọn đó tự xưng là thần chấp kim cang đến cho sống lâu hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục nên chưa đầy một năm gan não hành giả khô kiệt miệng lẩm nhẩm một mình nghe như tiếng của loài yêu mị người ngoài chưa rõ nguyên nhân nên phần nhiều người bị như thế đều rơi vào pháp luật chưa kịp chịu hình phạt đã bị chết khô ma quấy phá người tu cho đến phải chết giảng đây gọi là trụ thế tự tại thiên ma khiến loại quyến thuộc chưa phát tâm như giá văn trà giá văn trà chu môn đa nghĩa là lệ quỷ quỷ nô lệ là loại ma quỷ làm việc như nô lệ nó cũng có nghĩa tật đố quỷ là loại quỷ luôn luôn ghen tức với mọi điều tốt lành mà mọi người khác đạt được nó luôn tìm cách ngáng trở mọi người muốn học phật pháp nếu có người nào muốn trở thành người lương thiện thì nó lôi kéo họ trở về phía xấu ác, đó là một loại ác ma, thiên ma ở cõi trời trụ thế tự tại, sai loại ma này đến để quấy phá công phu tu tập chánh định của người tu hành, hoặc là nó sai loại tỳ xá đồng tử từ cõi trời tứ thiên vương. Quỷ tỳ xá giá đặc biệt rất thích ăn tinh khí, nó ăn tinh khí của thảo mộc, thực vật và ăn của người được thì càng tốt. Khi nam nữ giao hợp, làm chuyện dâm dục, có một loại tinh khí tiết ra, nó sẽ ăn thứ tinh khí này. Có rất nhiều loại quỷ chờ đợi bên cạnh để ăn thứ tinh khí này nên rất nguy hiểm. Thích hư minh, đến ăn tinh khí của người tu hành lợi dụng hư minh của người kia đến ăn tinh khí của người tu hành. Những loài quỷ này chưa phát tâm có nghĩa là bị thiên ma sai khiến như loại quỷ tỳ xá giá và những loại khác. Thích lợi dụng hư minh của người tu hành, nó thích ăn tinh khí của người tu hành, nhưng hành giả vẫn không biết điều ấy hoặc không nương nơi thầy người bị ma gá vào mà chính hành giả thấy bọn đó tự xưng là thần chấp kim cang đến cho sống lâu hoặc không nhờ nơi thầy người bị ma gá vào mà hành giả thấy có người tự xưng ta là thần chấp kim cang thần hộ pháp đến ban cho ông được sống lâu nào bây giờ ta đến để ban cho ông được sống trường thọ ông sẽ được sống vĩnh viễn hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục hoặc sau khi nói xong người ấy biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục có nghĩa là cả hai thường xuyên làm việc ấy không dừng nghỉ nên chưa đầy một năm gan não hành giả khô kiệt miệng lẩm nhẩm một mình nghe như tiếng của loài yêu mị nên trong một năm sinh lực cạn kiệt bởi sự tham dâm vô độ ấy sinh lực tinh khí thần chưa đầy một năm đã bị khô kiệt bởi vì thái quá chữ quan trọng nhất là mãnh hành từ này khó diễn tả bằng sự kiện thông thường có điều chắc chắn là người đàn bà nói rằng ông càng say đắm trong tình dục thì ông càng được sống lâu ông sẽ sớm đạt được cuộc sống vĩnh cửu bằng sự tham cầu có được mạng sống vô tận nó không nhận ra mạng sống của mình đang bị vắt kiệt rút ngắn dần từng phút trải qua chưa đầy một năm là mạng sống kết thúc